Xuống bếp lấy cho tôi cái đóm đi. Ơ kìa, không nghe gì à? Ông sai thằng Sơn nó lấy cho ông cũng được, làm sao phải sai tôi? Đấy, quyền trả nó là bao nhiêu tờ của nợ? Sơn ơi! Dạ. Mày mang cái dạ của mày về đây. Bố, bố gọi gì con ạ? Gọi cái thằng xác nhà mày. Suốt ngày lông nhông, chả được cái việc gì cả. Xuống bếp cầm tao nắm đóm lên đây. Vâng ạ. Em tính như thế này mình ạ. Bố ơi, đóm đây ạ. Này, lứa lợn này vợ chồng mình bán được 3 triệu, cộng thêm 1 triệu để dành nữa là 4. Có lẽ đủ tiền để sửa cái mái nhà này đấy. Ai lại để nó rột nát như thế này bao giờ? Ui giời, mùa này có phải mùa mưa đâu. Ờ, để cho nó mát. Nói thì cứ ngang như là cua ấy. Đợi đến mùa mưa, tường trơn, trèo lên lợp có mà ngã chổng vó ra à? Việc sửa nhà là việc của cả đời. Tiền đấy để tôi đi mua cái tivi về xem cho nó sướng, đỡ phải đi xem nhờ. À đúng rồi, bố mua tivi màu bố nhá. Này, tivi đi vèo cái gì? Vớ vẩn. Đi xem nhờ thì đã chết ai. Đi ra ngoài kia, chuyện người lớn biết cái gì. Ôi giời ơi, hai bố còn giống hệt nhau. Ông Minh ơi. Này, cất tiền đi. Có khách đấy. Vào đây. Ông Đan hả? Bán lợn hả? Bán rồi. Này, cái lũ lợn con ấy là nó kêu điếc cả tai làng nước lên. Điếc cả tai tôi. Uống nước đi. Đêm nay màn đá hả? Ừ, màn. Này, có đi không để tối tôi gọi. Màn đá thì chắc chắn mình phải xem rồi. Chứ lại chuyện. Nhưng mà nó đá với thằng nào? Thì với thằng... thằng Evan gì đấy, thằng nam nó nói nhanh quá. Tôi cũng không biết đâu. Mà này, Van gì thì Van ý, thằng Man là nó nốt tất. Tôi là tôi kết thằng Man lắm đấy. Trời ơi, Man với Mark cái gì? Không khéo hai ông mê Man cả lũ ấy. Giống y chang con vợ nhà tôi. Sướng không biết đường sướng. Mấy chục thằng nó đá ngoài sân cứ như múa. Mà cũng không biết đường xem. Thôi ông ơi, ông bé bé cái mồm thôi, không thì chết tôi. Này, thế tối nay xem nhà ai? Xem ở nhà lão Dũng. Lão này lão thoải mái, mà trẻ thái thì uống vô tư. Không như cái nhà lão Tưởng, cứ tình tướng. Coi cái tivi Samsung ra cái vẻ ta đây. Tôi là tôi không có thèm. Tôi cũng không thèm. Bố ơi, tình vi. Tối cho con đi xem với nhá. Đã đi xem nhờ lại còn đòi kéo đi cả nhà. Này, thế lúc nãy ông gặp thằng Nam à? Ừ, hôm nay thứ bảy khi nó nghỉ đấy. Thôi, ôm vào bếp cho mẹ. Lần này cũng đủ đun một tuần rồi. Tuần sau về con lại chẻ cho mẹ. Con đang dở tay, mẹ cứ để con chẻ nốt ạ. Thế để mẹ ra chợ mua mớ cua về nấu bát canh con ăn cho mát nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ mua rau mồng tơi đi mẹ nhá. Mồng tơi. Chào bác. Anh sang chơi. Dạ. Nam. Anh mới về à? Anh vào nhà ngồi uống nước đã. Thôi, cứ để yên đấy, vừa làm anh em mình vừa nói chuyện. Dạ vâng ạ. Anh Minh này. Gì? Anh có xem trận C1 đêm tuần trước không? Em u trận đấy đá dở quá. Trận nào mà tớ chả xem. Này, nhưng mà cậu thấy tớ nói đúng không? Em u mất tiền giữa là chết ngay. Vâng. Mà trận đấy đá dở như là bánh bột sắn ý, đốt không trôi được. Đúng, anh tinh thật đấy. MU mạnh nhất là tuyến giữa. Trận đấy Roy Keane và Postco không đá, có mỗi mình thằng bắt. Đá đi trận hay trận dở, một mình Beckham thì chống chọi làm sao được. Chứ còn gì nữa, chỉ có Zizou mới thay được Roy Keane thôi nhá. À này, hình như MU định mua Zizou à? Ai bảo anh thế? Chú Đan bảo thế. Ui giời, cái ông Đan đã ngu lại còn hay nói linh tinh. Đời nào Juve để cho thằng Zizou đi mà. Thế cái thằng Ronan đầu chọc cũng định đá cho MU à? Thằng vịt nó nói cho anh cái tin đấy đấy. Bây giờ ấy, tin bóng đá nó có đầy ở trên TV ấy. Anh chị cố gắng mua một cái về xem cho nó sướng. Mình cũng định như thế. Ui giời, còn định cái gì nữa? Nằm trên giường xem MU không sướng hơn là
tối nào cũng phải lo dò đi xem như là mấy ông trộm đêm. Chú Nam này. Dạ. Mai không bận, đèo anh ra Hà Nội nhé. Ra làm gì hả anh? Chọn cho anh một cái tivi. Dạ vâng ạ. Cửa hàng em quen đây rồi, anh em mình vào xem. Nam này. Dạ. Tớ nghĩ lại rồi, chị Lệ chị chưa đồng ý. Mình cứ mua về lách việc lắm. Ôi dào ơi, đàn ông nó quyết cái gì là thành cái đấy. Anh vào đây. À mà này. Hay thôi, đi làm vải biên rồi anh em mình về. Anh cứ vào đây đã. Xem nhờ mãi, có chết ai đâu. Anh không mua thì thôi, vào đây xem cho nó sướng. Đi, đằng nào cũng đến đây rồi. Mời các anh vào trong này xem. Mời anh vào trong ạ. Vâng, anh cứ vào trong này. Tivi hàng em nét lắm. Anh cứ vào trong này. Đi cứ yên tâm. Tuyệt không? Nét cực nha. Đố cái tivi nào làng mình nét bằng tivi ở đây đấy. Được không? Tuyệt. Đây, anh xem đi. Thời buổi hiện đại, anh chỉ cần nằm trên giường, anh bấm thì là Beckham, Zivando hiện ra luôn. Khách của em đấy. Biết rồi, cứ mua đi đã. Thế nào, tuyệt chưa hả? Đã nhỉ. Sao rồi hả anh? Mà bao nhiêu một chưa? Cái này. Cái này, cả máy, cả điều khiển, cả anten nữa là có 3,2 triệu thôi. Được. Anh lấy cái này phải không? Lấy cho anh một cái nguyên hộp luôn. Này, nhưng mà chưa mặc cả. Ui giời, hàng xịn có giá rồi, không phải mặc cả. Có 3,2 triệu, anh ăn nguyên cả đội bóng về nhà không thích à? Hả? Anh ơi, anten của em ở đâu? Ở trong nhà ấy. Vâng ạ. Của anh đây. Đủ đấy, cho tôi gửi. Đây, phần trăm của chú đây. Vâng ạ. 200 chẵn nhá. Vâng ạ. Em xin nhá. Em về đây. Chú về. Em về nhá. Đi anh. Về nhá. Tìm cây khác, chuyển theo, nhanh. Để dành được ít tiền mà tiêu hết cả thế này. Chồng ơi là chồng, con ơi là con. Thấy nó hợp chứ. Kìa mình định đi đâu đây? Nhà có tivi rồi, việc gì phải sang hàng xóm xem nhờ nữa. Tôi dành cho mình cả cái tràng kỷ để xem cải lương cũng được à? Tôi để đấy cho bố con ông xem. Tôi thèm vào. Tôi đi cho nó khuất mắt. Càng tốt. Này, rang cho tôi mẻ lạc đã. Ngồi đấy mà mơ. Học đi.
Trời. À Sơn, Sơn, mày đi mời cho bố ông Đan, ông Phúc, chú Nam. Đây đây, cứ theo danh sách này mà đi. Mời, mời sang đây cho bố nhanh lên. Mời sang làm gì hả bố? Ui, cái thằng này ngu nhỉ. Mời sang để sẽ đá bóng chứ còn gì nữa. Thôi, cháu ngoan đi nhanh lên, nhanh. Sao bố đi rồi mời? Thôi, bố còn phải trang lạc. Nhanh lên rồi tối bố cho cầm điều khiển nhá. Vâng. Được chưa? Lời cảm ơn gia đình bà quả phụ Nguyễn Thị Cúc cùng các con xin chân thành cảm ơn vụ xây dựng. Chú Nam ơi. Có chuyện gì thế cháu? Chú Nam đi đâu rồi bà? Chú Nam đi Hà Nội rồi. Thế tí nữa chú ấy có về không ạ? Không, có chuyện gì thế? Đưa bà xem tờ giấy nào. Không được, việc quan trọng lắm. Cháu phải về, báo cho bố cháu ngay. Mày không cho bà xem giấy, bà không cho mày đi đâu. Đưa đây. Bố cháu mời chú Nam ra xem đá bóng ấy mà. Lũ rồi. Em không về được đâu. Em còn phải ở lại để ôn thi chứ. Hồi xưa ấy, hồi còn đi học ấy, học bài nào anh xào bài ngay hôm đấy. Đến lúc đi thi mình không phải mất công. Như em hay quên lắm. Ừ, phải tập, phải tập cho quen em ạ. Hôm nào về quê cho anh sang nhà chơi nhá. Mang tiếng là hai làng ở gần nhau, mà chả mấy khi anh sang làng bên đấy chơi cả. Nhưng em sợ bố em biết. Bố em nghiêm lắm, không muốn em có bạn trai ngay bây giờ. Đây đây, ở trong quyển từ điển mới có. Anh cứ gặp ở đây cũng được. Cảm ơn em. À, em có chịu được khói thuốc không? Anh cứ hút đi. Khiếp. Thuốc ba số sao mà khét thế? Ba số đời mới đấy mà. Mỗi ngày anh phải đốt hết một bao này đấy. Eo ơi, khiếp thế. À, lần trước anh nói anh làm ở công ty gì nhỉ? Tiếp thị à? Không phải. Tiếp thị chẳng khác người bán rong là mấy. Công ty của anh nghiên cứu xu hướng cung cầu của thị trường. Mày biết nói thế nào cho em hiểu nhỉ? Đây là lĩnh vực chuyên môn mà. Hôm nào anh sẽ đưa em đến công ty anh thì em khắc biết. Thế công ty anh có nhiều người không? Úi giời, đông lắm, phức tạp lắm. À, hàng tháng anh phải nộp báo cáo cho sếp, đánh giá năng lực của từng người, mệt lắm. Thôi chết, hơn 9 giờ rồi. Đại diện công ty Chico mời anh đi chiêu đãi, anh phải đi đây. 9 giờ rồi, sao chiêu đãi muộn thế? À, họ làm về kiểu Tây mà, anh đi nhé. Alo, tổng kịch nha, cửa trên chấp 1, 3 cặp. Đá rồi còn gì nữa mà cá. Đây là cá trận sau, nhỏ nhỏ cái mồm thôi, bà chủ nghe thấy thì chết đấy. Vào đi. Đây là trận đấu đáng chú nhất. Hôm nay cửa nào thuận không anh? Mày là thằng nào mà dám vào đây? Em vào xem đá bóng nữa rồi. Định càn quấy hả? Chú em này là khách quen của cửa hàng. Đồ, cho chú ấy vào. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng. Nào, chú em vào đây. Từ đến nay Manchester đã đấu 17 trận thắng 12. Chú em uống gì để chị phục vụ? Cho em một ly cà phê. Sau trận hòa Charlton 3-3. Có thuốc men gì không? Manchester đã kết thúc 6 trận thắng liên tiếp. Em có thuốc đây rồi ạ. Họ đã ghi 44 bàn và để lọt. Này, một cà phê xuông. Hết hiệp 1 thôi nhá. Họ đã ghi 44 bàn và để lọt lưới 13 bàn. Anh đã phá bẫy việt vị của Chelsea và đang xuống. Vào đi. Này, các ông ơi, áo của mũ này đỏ hơn. Quá đỏ, con đỏ rực lửa luôn. Con quỷ đỏ này. Này, nó ăn thịt của Chelsea gì cho không thèm. Hãy đợi đấy nha. MU à, chỉ khỏe năm ngoái thôi. Chứ năm nay à, Chelsea nó mới mua về cái thằng hát sâm banh. Trời ơi, giáp tam à, là cái đinh. Này, thiếu giáp tam nhá, đã có John Sen nhá. Ông không thấy nó đứng sừng sững như Tử Hải à? Thằng nào mà vào vòng cấm địa nhá, đụng chết luôn. Em U chả thua Chelsea 2-0 là gì? Này, quên đi. Em U nhá, chỉ để ý cúp quốc gia và cúp C1 thôi. Chứ còn pha cúp và cúp vớ vẩn không thể chấp uống. Sút, sút đi. Mày cổ vũ cho đội nào? Cổ vũ cho Zola. Cổ vũ cho Man đi. Chelsea có thằng Zola lùn tịt thì làm gì? Này, ngu. Chelsea
Có thằng Zola nó lùn như đá, hơi bị hay đấy, hơi bị kỹ thuật đấy. Kỹ thuật đấy. Kỹ thuật á? Kỹ thuật có gọi thằng Nick bằng cô. Ôi, ông chả biết cái gì. Thằng Nick chỉ là cái lão ta là ta. Xuống đi, xuống đi. Những con quỷ đỏ không các ai có quái được nữa. Thằng con này, chúc ra ngoài. Chúc mừng. Mày biết gì về đá bóng hả? Đi vào đi học. Làm gì có chuyện ăn may nó đá thì hơi đi, hay. Mày đi ông ạ, à, còn ông ấy vào. Ông ơi, cho xuống nữa ông ơi. Quên khẩn trương. Để yên cho anh em tôi, xem. Tôi không ngờ ông lại quay quắt nhanh như thế. Năm ngoái vừa mới gào lên cho MU. MU năm ngoái nó đá hay. Còn năm nay Chelsea nó đá hay, tôi phải ủng hộ cho nó chứ. Hay quái gì? Tại sao lại tôi không ngờ ông quay như chóng chóng. Chờ đấy nhá. Dễ gì đè bẹp được MU. Không biết đâu đấy. Đến phút chót đấy, MU nó lại gỡ được thì sao? Được rồi. Hay không lên. Làm gì có ai vừa xem đá bóng uống rượu không vơ vẩn. Xem nó mới máu. Vào giữa tuần qua ở vòng 4 tích cấp, MU đã có thua Sunderland với tỷ số 1-2. Hết giờ rồi. Nhưng mà chưa hết trận mà anh. Nhưng mà em không vui chơi giải trí ở đây. Anh không đồng ý. Nhưng mà trận sau là trận gì hả anh? Manchester gặp Barca. Nhưng mà em không có nhiều tiền ạ. Bao nhiêu chả được. Nghĩa là có lòng. Đáng bao nhiêu. Vui chơi giải trí mà. Này, em mà ôm cô về vỡ trận rồi đây. Vỡ là vỡ thế nào. Đang hết đổ nhậu đây. Chơi không? Thằng nào thua phải kiếm đồ nhậu cho trận Tây Ban Nha đêm nay. Chơi chưa? Trời là cái đinh. Tôi chơi không? Xong. Xong bẹt. Bây giờ chia hai đội Chelsea và MU ra. Đá chơi. Tôi lấy MU. Có xem nhà má lúc đồng tiền. Tôi lấy Chelsea. Chơi không? Có ai chơi không? Thôi. Nhìn Chelsea đá kìa. Thôi. Tôi có ý kiến thế này. Không uống rượu nữa. Ta chơi nhẹ nhàng thôi. Cho nó vui. Cá gì hả bác? Đây nhá. Tôi chọn Chelsea. Một rổ khoai. Cá thế là cũng đời cá. Tao với cả mày không thèm cá khoai. Tao nhận Chelsea. Cá hơn BV của mày. Thật sự MU. Nhưng mày có BV không? Nếu tao thua, tao chân châu cho cả bọn. Được rồi. Một rổ khoai nhá. Một bữa nhậu nhá. Lại bác cho em nhiều quá. Em không biết nói gì. Cô cố mà ăn đi. Sắp đẻ rồi, tốn sức lắm đấy. Bác uống nước đi. Thôi, tôi tạt qua thăm cô một lúc. Tôi đi đây. Kìa, bác ở chơi đã. Thôi, cô cứ ngồi xuống. Tôi đi nhá. Con mang rổ trứng cất vào buồng cho mẹ. Vâng ạ. Thế bố mẹ đâu rồi? Bố con ở bên nhà bác Minh ạ. Suốt ngày bóng với chả bánh. Nhanh lên, sang gọi bố mẹ về đây. Vâng ạ. Chậm như rùa ấy. Đã đi gọi bố mày chưa? Làm cái gì mà loảng xoảng trong ý thế hả? Meo. Mấy đứa trẻ con kia mải đá bóng để chơi hết ngô rồi. Chúng mày vắt. Chỉ vì mày mới tâm được đá bóng đây. Tại sao không gọi chúng nó ra đuổi cùng? Cháu chú cậu bóng đá bọn nó nên cháu mới phải chăn trâu ấy chứ. Vắt ra ngoài. Vắt
trứng tươi đấy. Ngon. Ăn đi, đừng ngại. Ăn đi. Cứ ăn đi. Này, thế trận tối nay thế nào? Tối nay có hai trận. Cả vô địch Anh, cả vô địch Ý. Nhưng mà tôi không ưa. Để tuần sau xem nó có phát thằng Man, thằng Juve. Không thích nhưng mà vẫn cá được. Thôi, uống để bán xem. Ôi trời ơi, có rổ trứng bà chị họ tôi cho. Tôi chưa kịp ăn quả nào thì đã mất rồi. Cái thằng chồng mật mo của tôi chứ còn ai nữa. Tự nhiên nó lại biếu không biếu hỏng cái nhà ông Minh này này. Trời ơi, tôi chết rồi. Chiến tranh vùng vịnh. Ông ơi, ông, tôi té trước nhá. Này, té là té thế nào? Lùi ra để tôi nói. Tôi nói cho anh biết nhá. Anh cá cược như thế nào tôi không cần biết. Nhưng anh bảo vợ anh đừng có đến đây làm ầm ĩ nhà tôi lên. Mình ơi, khổ quá. Anh ra đây với tôi. Anh ra đây với tôi. Khổ ra đây làm gì? Vợ anh nói rằng là ai ăn không ăn hỏng vợ chồng anh hả? Mình đâu. Anh là khách quý nhà mình mà. Mình ra đi, mình ra trước xem nào đi. Đàn bà nói nhau nó dễ đi, đi. Ôi trời ơi, các tên lửa vượt đại dương đã lên bệ phóng, anh em mình té thôi. Đi. Úi dồi. Có chuyện gì thế? Đây này, đây này. Cái nhà chị này ăn trứng của con tôi đi này. Ai ăn trứng của nhà chị? Tôi nói cho chị biết nhá. Chồng chị thua cá cược, chị phải chịu nhá. Cá cược? Cá cược cái gì? Cá cược cái gì mà lấy trứng của đàn bà trẻ con đi mà cá cược biết hả? Này, tay xuống. Ai làm mà mình lên như thế? Đi về đi, nhanh lên. Tôi không về. Tôi mất thì tôi phải nói. Tôi nói cho cả làng cả tổng biết là giỏ trứng của nhà tôi đang ở đâu. Thôi, tôi gom mãi ba mái gà mới được một số ít trứng cho cô thương cô bồi dưỡng. Chú ấy có chót dại, tôi xin cô, chỗ hàng xóm với nhau mà. Xin xỏ cái gì? Chị vào mà hỏi anh ấy xem ai cá cược với ai. Đấy, chị vào mà hỏi đi. Bà này, anh ấy láo đấy. Trời ạ. Đây này, bà con xem đây này. Họ luộc trứng họ ăn rồi đây này mà họ còn chối. Lùi ra đi, lùi ra xem nào. Họ ăn hết cả trứng của con rồi đây này. Lùi ra. Khổ không? Chồng với cả con đây này. Đấy, gọi đi. Gọi để lộ à? Tại cán bộ y tế như cho bác dê. Hai anh đi đâu đấy? Bé bé cái mồm thôi. Cảm ơn cậu đã khuyên anh mua tivi. Vâng. Thằng em có bao giờ nói sai đâu. Này, không những có tivi xem đá bóng, lại còn đẻ ra khoai, đẻ ra trứng, đẻ ra rượu cho ông anh cậu nữa. Này, ông ấy vừa làm giỏ trứng của anh đấy mà Chelsea đá như con tiểu ấy. Dẫn trước rồi mà còn thua. Các anh cũng cao bóng đá à? Chứ sao? Nói cho thằng em biết nhé. Thằng anh chưa thua trận nào. Khoai chất đầy nhà cái kìa. Cá bằng khoai mà cũng cá. Này, các anh cá thế, mất hết thể diện ông vua thể thao. Các anh cá thế nào? Thì cứ bật tivi lên. Thấy đá bóng thì mỗi bên nhận một đội. Ai thắng thì ăn. Chơi thì phải chơi cho nó sành điệu chứ. Chứ ai lại trứng mới khoai. dung tục quá. Mà chơi phải có niêm luật như là làm thơ ấy chứ. Luật gì? Luật như thế nào? Từ từ, rồi em sẽ truyền tâm ấn cho. Chơi phải đáng mặt có học chứ. Tối nay nhá. Ok, tối em sang, em về đây. Thế nhá. Này, chú ấy nói đúng. Khoai khiếc, trứng chiếc làm gì? Xấu cả bóng đá. Nhờ. Thì chơi cũng phải sành điệu. Các vị đại biểu đến. Trần, mẹ đâu rồi? Bà mệt, mẹ sang thăm rồi ạ. Thế thì tốt, để sách vở đấy, giải cứu đi. Mẹ mày đi càng hay. Ông Minh ơi. Mời vào, mời vào. Vào đi. Chú Nam đã sang đây chưa? Chưa sang nhưng nó sang bây giờ đấy. Bà ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, chuẩn bị đi. Đây, đây. Chuẩn bị cho ngồi đi. Trước. Lấy tivi ra. Đấy, cứ ngồi đi. Sơn. Xem cái môn lại thể thao trí tuệ này là phải. Mày ra ngoài cổng nhé. Góc tầm mắt với tivi. Nếu mẹ về chạy vào thông báo cho bố ngay. Đi đi. Thẳng đây. Anh Minh ơi. Tivi mới đâu? Chú Nam, vào đây anh đợi chú mãi. Ngồi xuống.
À, chú uống nước đi. Vâng, em xin ạ. À, anh ngồi đây. Anh uống điếu thuốc. Anh xin. Anh em đang cả. Em thể thao. Anh Đan uống điếu thuốc. Bác uống điếu thuốc ạ. Mặc anh. Cứ đưa cả đây. Cứ đưa cả đây. Anh cầm mời anh em. Hôm nay có trận 9 giờ. Mà bây giờ có mới hơn 8 giờ. Cho nên tôi đề nghị tất cả mọi người hãy trật tự để nghe chú Nam đây phổ biến về chuyện cá cược ở thành phố. Ở ngoài thành phố ấy, là trước khi trận đấu bắt đầu là dân chơi nó đã vào cuộc rồi. Còn khi đã đá ấy, là không có quyền cá cược nữa. Thấy chưa? Khó nhỉ. Này, chú cứ giải thích hẳn cho anh em rõ, chứ bọn tôi chẳng hiểu cái gì cả. Tại sao đá rồi lại không cá được nữa? Đúng rồi, bây giờ tại sao? Anh buồn cười này, thật đấy. Phức tạp nhỉ? Tưởng đơn giản, ai ngờ cũng phức tạp ra phết nhỉ? Ui giời, các bác mù tịt về thông tin quá. Khi đã đá rồi là biết cầu thủ nào đá chính thức và cầu thủ nào đá dự bị. Và huấn luyện viên chỉ đạo theo chiến thuật nào. Ui giời, có thế mà không nói cho ai biết được. Còn có chiến thuật. Mà biết được như vậy rồi thì á, có thể đoán được chính xác 60-70% đội nào thắng thua đấy. Tạm cứ đội nào thắng là ăn ngay thôi. Đúng thế thật nhỉ. Thắng là ăn ý. Thì chỉ dành cho trẻ con nó cá cược với nhau thôi. Thấy chưa? Bóng đá là phải có đội mạnh và đội yếu. Đã lấy đội mạnh ý, thì phải chấp trước một hoặc là hai trái. Thế nó mới công bằng. Chú nói thế là anh hiểu ngay. Vâng. Nhưng mà biết thế nào là cửa trên cửa dưới? Đúng rồi. Dân chơi ở thành phố ấy là nó cá cược theo cái bảng này, cá cược của các hãng trên thế giới. Thứ bảy này em sẽ mang về cho các anh các bác cái bảng cá cược ấy. Đúng đấy, phải có cái bảng cá cược cái nào đấy lắm đối chiếu. Bảo ngoài kia canh gác, chạy vào đêm gì? Mẹ về. Ui trời ơi, thôi chết rồi. Giời đang hay. Thôi để lúc khác chú nói tiếp cho các anh nghe nhé. Này, thôi mọi người, bây giờ tạm thời xem chèo đã. Lát có đá bóng hãng hay. Chèo xem làm gì? Cô hai, dậy. Sáng bảnh mắt ra rồi, hôm nay phải đi làm đất trồng khoai. Tôi mệt, cho tôi ngủ đi nữa. Ô hay nhỉ, thức đêm cho lắm vào. Dậy đi, không đi làm thì ra riêng lấy gì mà ăn hả? Cái cô này hay nhỉ, khoai còn đầy ra đây. Tôi đánh 2 trận, đủ ăn cả năm. Cô thích đi mà trồng. Dậy thôi ông ơi. Dậy đi. Cửa trên hay cửa dưới được? Ông tài thật đấy. Mất tiền mà giờ này vẫn còn ngủ được. Thằng Nam tài thật đấy. Tài. Tài mà lại mất tiền. Thì nó ở thành phố về, nó có kiến thức cơ bản, có học có hơn chứ. Mà hôm qua anh em mình nhận đội mạnh cơ mà. Thế nó mới đâu. Thôi được, thua keo này ta bày keo khác. Tôi biết có mấy mối, nó định chung cá độ với anh em mình đấy. Thế à? Được rồi, anh em mình sang bên đó. Đi, chơi luôn. Này này này, cái nhà chị kia, tôi nói cho chị biết nhá. Từ ngày nhà chị có cái tivi đến giờ, cái ổ trứng gà ấp nhà tôi không còn một quả nào. Chồng tôi thì bỏ làm, con tôi thì bỏ học. Như thế là thế nào? Này, bỏ cái kiểu khinh người ấy đi nhá. Tôi nói cho nhà chị biết, đống khoai nhà tôi chật một góc nhà. Thế mà bây giờ như cái thùng úp bên này này. Tôi hỏi nhà tôi thì ông ấy bảo là vui. Vui kiểu gì thế hả? Này, có cái kiểu vui vẻ gì thế hả? Lỗi không phải tại tôi đâu, tôi làm sao mà biết được. Này, hôm qua sờ đến tiền đóng học cho con thì thấy mất. Hóa ra ông nhà tôi đem đến cúng cho vợ chồng nhà chị đấy. Này, chị đừng có mà quá lời nhá. Các anh ấy cá cược với nhau, làm sao mà tôi biết được? Cá cược ở đâu thì tôi không biết, nhưng mang tiền, mang khoai đến nhà chị. Này, đứng lại. Không biết hả? Thế tự nhiên khoai này, trứng này, tiền này xuất hiện có biết không? Có biết không? Có biết từ đâu ra không? Mặt thì cứ bì ra. Thôi, này,
không phải đi cuốc đất trồng khoai nữa. Không để phải chúng tôi làm, chúng tôi mang lên biếu nhá. Không phải đi nữa đâu. Thôi, nhá. Chị ơi, ghê gớm quá. Vừa phải thôi. Thôi, chị em họ nói đúng đấy em ạ. Của đau con sót. Khổ lắm. Xin mọi người đừng dìa dắt em nữa. Em cũng không hiểu tại sao nhà em tự dưng lại đổ đốn ra như thế. Nhưng hiện tại em chưa có cách nào để khuyên giải nhà em cả. Thế chẳng nhẽ chị em phụ nữ chúng ta không có cách nào hay sao? À, bây giờ em thử làm cách này xem sao nhá. Này, bây giờ chú em mới lên hả? Dạ vâng ạ. Em muốn gì? Đen, nâu, nóng đá? Cho em một nâu nóng ạ. Cho một nâu nóng với một 33 số nữa nhá. Toàn khách quen cả, yên tâm. Như những gì hôm qua gọi điện cho chị, chị ra lệnh nhận cửa nào là em nhận cửa ấy đấy ạ. Chị biết em đại thắng mà. Đây 5 triệu của chị đếm đi ạ. Tin nhau là chính, chú em ạ. Đây, 10% của chú. Em xin. Còn cà phê thuốc lá, coi như chị chiêu đãi nhá. Vâng ạ. Thằng Sơn đâu? Thằng Sơn đâu? Dạ. Mang sách vở ra xem nào. Mang ra đây xem nào. Thôi được rồi. Mày giỏi. 9 điểm toán như thế là được rồi. Nhưng học toán giỏi, chữ viết phải đẹp. Mang vở tập viết ra đây tao xem nào. Mày còn lách quanh cái gì ở đây đấy? Mang ngay xem nào. À, thằng này chữ viết xấu được 2 điểm. Giấu vở đi hả? Mày ra đây. Tao cho mày mấy cái xe điếu. Chết mày này. Mày chết này. Con có biết để đâu. À, lanh quanh à, chối à, 2 điểm à. 2 điểm này. Đi tìm vở ra đây. Đâu quá. Mày đi tìm ra đây. Tìm ngay ra đây cho ông. Cái ông này. Con ơi, có tìm thấy không con? Con đã tìm khắp cả nhà rồi mà không thấy. À, hay là để ở trong thùng tivi. Mẹ bảo bố mở ra để con lấy. Hỏi mẹ mày, tao không cầm chìa khóa. Bác Lệ ơi, bác Lệ, bà ốm, bác sang ngay. Thế à? Này, tìm vở cho con. Tôi sang nhà bà ngoại. Yes. Này, bác cho nhìn nhé. Vâng, thế còn cả tiền của con nữa. Ui giời, mày sang nhà bác Đan. Gọi các bác sang đây, nhanh, hai thằng đi, nhanh, hai thằng nhanh. Tao cứ tưởng chị Lệ mày lấy được người chồng thực tế, ai ngờ. Chồng cứ tưởng hiền lành, u lì, ai ngờ ông ấy lại cờ bạc đến thế. Mẹ! Ôi giời. Mẹ ơi, con... mẹ có làm sao không hả mẹ? Không, con đi đâu mà như ma đuổi thế này, ăn cơm chưa? Mẹ ơi, mẹ không làm sao cả. Không, mà sao mặt mày cứ 8 mét lại thế này? Trời ơi. Ơ kìa. Thế sao? Thím sai thằng Tèo sang gọi, bảo là bà ốm nặng hả? Em có gặp nó đâu ạ? Mà hôm nay mẹ ăn được 2 lưng cơm rồi đấy. Thế hả? Vâng. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Trời ơi, chồng ơi là chồng, con ơi là con. Chỉ vì gã độ mà làm cái việc thất nhân thất đức như thế này hả rồi? Chị, nín đi. Thế nó đã làm gì nào? Ông ấy lừa con. Tìm mọi cách đưa con ra khỏi nhà. Cả cái thằng Sơn nữa, hai bố con nhà nó vào hùa với nhau cơ chứ lị. Thôi con nín đi, đêm nay con ngủ đây mẹ. Anh Đan. Anh Đan ơi.
Ai đánh mày? Mẹ mày đâu? Mẹ bảo mẹ ở bên bà ngoại, mẹ không về nữa. Thôi nín đi. Cho 2000. Ăn gì đi học kẻo muộn. Đi, xem mẹ mày coi bên đấy được mãi không. Thế nào ông anh? Chào chú, chú đi học ạ. Đủ chưa? Đủ rồi, chú Nam uống nước. Thôi nước nôi gì, em phải ra Hà Nội gấp, công ty đang có việc. Anh em mình đã thỏa thuận rồi, cứ thế mà làm nhé. Đêm đá bóng em sẽ về. Tiền đây, tôi giao cho chú. Anh em mình cùng làng, tin nhau là chính. Anh yên tâm. Thôi, em đi đây. À mà này, vui chơi là tự giác, có khóc có cười. Nhỡ sau này có chuyện gì đừng lôi thằng em này ra mà chửi đấy nhé. Em đi đây. Chú Nam, tối hôm ấy nhớ về nhá. Anh yên tâm đi. Ông ơi, đêm qua tôi nằm mơ mình thắng trận này. Nếu được, anh em mình sẽ thắng rất đậm đương nhiên. Mà tôi điều tra rồi, thằng Nam chỉ là môi giới thôi. Thế à? Không sợ là mình thắng, chúng nó không có tiền trả đâu. Bùng làm sao được? Làm sao bùng nổi? Ăn mừng trước. Chiến thắng. Em chào anh ạ. Này, đến muộn thế. Ra tớ bảo này, sếp cần gặp cậu đấy. Thế à? Mời vào. Dạ, sếp cần gặp em ạ. Sao giờ này mới tới? Ngồi xuống đi. Thưa sếp, em bị hỏng xe. Việc ấy tôi không cần biết. Nhưng mà công việc của cậu ấy, một tháng nay không thấy tiến triển. Muốn làm việc ở đây ấy, phải chú tâm vào. Vâng ạ, em sẽ cố gắng ạ. Đây là phiếu điều tra nhóm khách hàng do cậu quản lý. Cậu làm ngay đi, một tuần nữa báo cáo tổng hợp. Sếp cứ yên tâm, em sẽ làm ngay ạ. Cho mình xin cái cặp. Này, tớ có chuyện này muốn nói với cậu đấy. Chuyện gì thế? Đi. Tớ nói cho cậu hay, sếp không bằng lòng với cậu đâu. Công việc tháng này cậu bỏ nhiều quá. Nếu cậu còn tiếp tục như thế, sếp sẽ cho cậu nghỉ việc đấy. Tớ vừa được sếp nhắc nhở rồi, ra cho một đống công việc bắt phải đi làm ngay đấy. Tớ đi đây. Chú Nam vừa đến đấy à? Chú uống gì? Cho em một đen đá. Có ngay, có ngay. Cho một đen đá nhá. Chú vừa lập được kỳ tích, có đúng không? Bà chị giỏi thật đấy. Chú Nam, thời tiết có vẻ xấu, đến trưa có lẽ tốt hơn. Trời đá thế bây giờ. Anh Nam tới mà không về. Hơi bị sao? Giờ này mà không thấy thì chắc là không về rồi. Trời ơi, chẳng đường đi tuồng, chẳng đựng xem. Ê, xem bài thi toán. Mày không học bài à? Học bài rồi, mà đến lớp mà mày ngon hơn. Thế mày nhận đội nào? Tao với cả mày cá. Tao chả có gì cả. Ê, cá đi. Tao thua, tao mất cho mày còn bi ve. Mày thua, ngày mai mày cho tao chết bài. Tao đợi chú về nhá. Được, tao lên Lazio. Tao đợi chú về, 10 cái chun. Tao lên đội Lazio. Chú về. Trẻ con, cơ bộ, biết gì mà cá cược ra. Rồi, ba sang. Bắt đi. Chuyển ra.
Đấy kinh rồi đấy, rất léo quá gì. Phạm lỗi là đúng rồi. Anh Minh. Bà. Anh cũng ở đây à? Chào bà. Bà vừa sang ạ. Vâng. Ông đây ngồi xuống đi. Này. Anh Minh. Về nhà ngay. Về ngay. Nhanh lên. Vào đây. Vào. Nhanh lên. Có chuyện gì đấy bà? Này. Thế anh không sang đón vợ anh về à? Thế anh để nó ăn vạ nhà tôi thế ạ? Ủa dạ. U ơi, mai con sang con đón. Chả mấy khi U mấy nhà con có dịp hàn huyên tâm sự. U cứ về đi, mai con sang con đón U nhá. Anh Minh, dạ. Sang đón vợ ngay. Thế thì U để con xem nốt trận này rồi con sang U nhá. Con về đi, U về đi. Anh Đan, con để nhà kia kia. Anh Đan, về đưa vợ đi trạm xá ngay. Antonio Conte. Giời, đâu đẻ mà cũng phải gọi. Ngày xưa U tôi đẻ tôi cũng ở nhà đấy, mà có chết đâu, vẫn sống nhăn răng rồi đấy. Từ từ nữa nào, chuyển dã thì còn lâu. Ngày xưa U tôi đau cả ngày mới đẻ được đấy. Cứ từ từ để đấy, hết hiệp một rồi đẻ. Sao cái thằng đã ngu thế? Ai đấy? Hai anh ở đây làm gì mà sớm thế? Chỉ vì cậu xúi chúng tôi đánh, tôi dốc hết cả vốn, thậm chí vay lãi nữa cho cậu. Bây giờ thì mất hết cả rồi còn đâu. Anh buồn cười nhỉ? Cá cược có được có thua. Được thì không sao, thua thì lại đổ là em xúi. Thôi, không mất thời gian nữa. Tiền đâu? Anh nói hay nhỉ? Tiền đặt cửa em nộp cho chủ tướng qua rồi. Em chỉ là thằng làm thuê thôi. Mày nói dối. Hôm qua mày hứa về mà mày không về. Mày định vượt mà ông chủ ôm trọn bọn này chứ gì? Anh đừng nói thế. Em mua mà thua ấy thì chỉ có nước bắn nhà. Và lại em đâu có quyền tạo cửa đặt giá. Tất cả đều do chủ nó quyết định. Em chỉ lấy tin cho các anh thôi. Mà em còn chết quả nặng hơn các anh hôm qua ấy chứ. Này, chú thì có gì mà chết? Đúng, chú có cái gì mà chết hả? Em xin thề trên đầu mẹ em. Mẹ em dành dụm được ít tiền, bảo em gửi vào tiết kiệm. Vừa rồi em lén lấy hết ra rồi, đặt theo cửa của anh bây giờ cũng hết sạch đấy. Bây giờ em đang lo, không biết mẹ em mà hỏi ấy, thì em lấy tiền đâu ra mà giả đây này. Thôi, chú dắt chúng tôi xuống gặp chủ vậy. Cờ bạc song phẳng, được ăn thua chịu. Các anh gặp họ làm cái gì? Này, chúng tôi muốn chơi trực tiếp với chủ. Đúng đấy, chúng tôi muốn chơi trực tiếp với chủ. Cậu cứ dắt chúng tôi đi. Thôi được, tùy các anh. Hai anh đứng chờ em một lát nhé. Bà chủ không có ở đây đâu. Anh em mình vào trong này ngồi đợi một lát vậy. 55! 50! Anh cứ vào, em ra ngoài này gặp bạn nhé. Hai anh uống gì ạ? Uống cà phê nhé. Cà phê đen uống gì cũng được. Vâng. Hai cà phê càng rẻ lại càng hay. Bỏ mẹ, tôi còn vài ngàn lẻ, không biết làm sao bây giờ. Tôi không có. Thôi được rồi, thằng Nam chắc nó phải lo. Đây, gọi chủ quán ra đây. Gớm, làm gì mà chú em to tiếng thế? Chú em uống cái gì? Khỏi cần, em đang vội. Tiện đường ghé qua đây nộp tiền cho chị.
Chị bảo này, hay để khi khác có được không? Thế này nhá, em bận lắm không quay lại được đâu. Em gửi luôn cho chị này. Tất cả nguyên nhân, cảnh sát hình sự đây. Tất cả nguyên về đồn. Đúng rồi đấy. Làm gì đâu? Tất cả về đồn. Dạ, đang trả tiền đấy. Vâng. Dạ. Anh có chứng tỏ không? Về đồn sẽ giải quyết. Không, đấy. Em uống cà phê đi. Mà anh. Rồi, đi. Báo cáo anh. Đi, anh đi, ơi, đi, đi. Vợ em nó đẻ hôm qua. Em có biết gì đâu ạ. À. Cái nhà em đâu đâu anh ơi em ạ. À. Ôi trời ơi, trời ơi. Đánh. Các anh đến quán cà phê đó làm gì? Chúng em ở quê, lên thành phố thăm họ hàng. Chúng em chỉ vào uống cà phê, không hề biết cá độ bóng đá gì cả. Chị có biết hai người này không? Dạ không ạ, đây là lần đầu họ đến quán ạ. Anh ơi, chúng em chỉ đến để uống cà phê thôi. Anh cho em về đi, vợ em nó sinh cháu ở nhà anh ơi. Nếu chị và hai anh thông đồng bao che cho nhau thì tội sẽ nặng hơn đấy. Em xin thề ạ. Ai tin lời thề của các anh? Anh Đan Anh Minh có phải không? Chú Long. Đồng chí. Chú Long, chú làm ở đây à? Ôi gặp chú ở đây tốt quá rồi. Chú Long. Sao anh lại ở đây? Dạ, chú Long. Chú nói với thủ trưởng giúp chúng tôi. Chúng tôi ra Hà Nội có việc. Vào quán cà phê rồi thế nào mà bị bắt vào đây? Hai ngày thuộc diện nghi ngờ. Có liên quan tới đường dây cá độ bóng đá ở quán cà phê của chị kia đấy. Dạ, đây là hai người làng em. Hai anh này cả đời có ra khỏi làng đâu. Mà có biết cá độ gì đâu. Dạ. Em xin bảo lãnh cho hai anh này. Dạ đúng thế đấy. Nếu thế cậu viết giấy bảo lãnh đi. Dạ được ạ. May quá. Việc tôi giao cô làm đến đâu rồi? Dạ em đã làm rồi ạ. Tất cả các đại lý anh Nam phụ trách đều không nhận được phiếu điều tra. Nghiêm trọng hơn là các đại lý bán ra lượng hàng vượt mức quy định đều không nhận được tiền thưởng của công ty ạ. Nói cậu Nam vào gặp tôi. Dạ. Vào đi. Dạ. Sếp cần gặp em ạ. Công việc tôi giao anh làm đến đâu rồi? Dạ xong rồi ạ. Anh ngồi xuống đi. Anh hỏi từng đại lý một chứ. Dạ, em đã đến từng đại lý một ạ. Alo, chị Bình đây à? Mang cho tôi danh bạ điện thoại các đại lý cậu Nam phụ trách đến đây nhá. Sếp không phải kiểm tra ạ. Em không đến các đại lý ạ. Không những cậu không đến, mà ngay cả tiền thưởng của các đại lý cậu cũng không trả. Cậu có thể tìm việc khác thích hợp rồi đấy. Bố mày đi Hà Nội với ai? Bố cháu đi Hà Nội với bác Đan. Ông này trốn nợ làm sao được? Đang nào mà chả mò về đây. Mẹ mày đâu? Mẹ cháu về bên bà ngoại. Nhà có tivi bật xem đỡ buồn đi cháu. À, ông Minh về đây rồi. Đã vay nóng một tuần. Hẹn hôm nay trả mà đi đâu mất tâm luôn. Hai bác cứ ngồi chơi, em đi đun ấm nước à. Thôi, khỏi nước non gì, vào nhà đã. Bố, mẹ bảo mẹ không về nữa đâu. Thật mà. Cầm đi, ra kia chơi. Dối hết cả ruột gì. Này, thế liệu ông có thanh toán nợ cho chúng tôi không đấy? Mong hai bác thử cho ít bữa. Tôi không ngờ lại gãy quả. Tiền lãi tôi xin gửi đủ từng ngày ạ. Bác lạ thật đấy. Chuyện tiền bạc mà bác nói như chuyện trẻ con đùa cợt nhau. Hôm nay đã hết hạn vay, bác phải trả cả vốn lẫn lãi. Thật tình tôi không còn một đồng nào. Vay mượn thì cũng đã khắp rồi. Thôi không nhiều lời. Anh vay tiền không trả, chúng tôi mượn tạm cái tivi này vậy. Đúng. Khi nào có tiền anh sang chuộc lại. Chậm ngày nào tính lãi ngày đấy. Đúng thế. Bác ơi, bác lấy tivi nhà cháu. Ôi, đây, bác đi ơi ra. Cứ lấy.
Bố ơi, con có muốn mất tivi, con muốn xem bóng đá cơ. Thôi được, để bố thả lứa lợn, bố mua cái mới. Trong nhà chẳng còn gì là đáng giá, chỉ còn mỗi con trâu này là đáng tiền thôi. Cứ chờ chút nữa đã. Chờ chờ cái gì, chờ từ trưa rồi còn gì nữa. Tay này có lẽ gãy quả cá độ với tay Minh đây mà. Tôi quất con trâu này về. Cháu không cho ai lấy chân là cháu, cứ bỏ tay ra. Ừ hay, buổi trưa chẳng có cháu ở đây. Bà ngoại cháu bảo nếu bố cháu không về thì cô được dắt trâu đi cơ mà. Cháu không cho ai lấy trâu nhà cháu, cứ bỏ tay ra. Thì con bé này hay buông nhỉ. Buông ra đi, không có người lớn ở đây, dắt trâu làm sao được. Bỏ tay ra, không bỏ tay ra cô đợi bố cháu về chứ. Ông bỏ cho ai lấy trâu nhà cháu đâu. Tao phải mang con trâu này về. Bỏ tay ra đi. Thôi bà ơi. Cháu có phải đợi bố cháu về chứ. Này, bà làm cái gì thế? Bố ơi, con này định lấy trâu nhà ta. Anh đã về đấy ạ. Anh chị vào nhà uống nước đã. Không cần phải nói nhiều, anh có tiền thì giả nợ đi. Bố ơi, mẹ vừa đẻ em bé xong. Không có tiền để tôi dắt con trâu này về. Đưa đây. Không, trâu nhà cháu chăm mấy năm nay. Ôi, rồi mà. Để khỏi ở Mỹ. Chúng tôi dắt con trâu này về. Khi nào rảnh, anh sang chúng tôi tính toán sau nhé. Vâng. Con muốn đi chân trâu cơ, trâu của con chứ. Thôi được, bố sẽ mua cho con trâu khác. Bây giờ bố con mình vào nhà chuẩn bị mấy thứ rồi đi thăm mẹ nhé. Cho chai rượu với cái gì nhấm nháp đây. Hai chú mới trúng của đạm à? Ừ. Úi giời. Anh ăn đâu mà không thấy ra hả anh? Vợ đẻ xuống chạm xá từ hôm qua rồi. Các anh không nên giận em. Em cũng chỉ là thằng cu ly cho chủ thôi. Nếu giận, tôi đã không ở đây với cậu. Mà thôi đừng nói chuyện ấy nữa, đau bỏ mẹ. Mà cậu còn đỡ, còn có công việc mà làm. Như bọn anh hết tiền, chỉ đi bới đất trồng khoai. Nói thật với anh, em cũng vừa bị đuổi việc rồi. Mà cũng chỉ tại... Mà thôi, em cũng đang phải tìm cách đi kiếm tiền đấy. Chú làm sao mà bị đuổi việc? Ui giời, thì cũng chỉ vì Manchester đấy anh ạ. Bác ơi, cho tôi hỏi ở đây có chú Nam không ạ? Làm này có nhiều Nam lắm, chị hỏi Nam nào? Dạ, Nam con bác gái ạ. Đây, chú Nam đây. Em là Nam đây, có chuyện gì thế ạ? Tôi muốn hỏi chú về chuyện chú vay tiền ông nhà tôi. Chú phải lo giả đi, chứ con gái nhà tôi sắp phải đóng tiền học rồi. Nhưng mà chị là ai mà em không biết? Em có bao giờ vay tiền của chồng chị đâu. Này, vợ lão Văn Phúc ở xóm bên đấy. Đấy, may quá, có cả chú Minh đây. Có phải cậu Nam đã vay tiền của ông nhà tôi không hả chú Minh? Chú Phúc thì em có biết, nhưng có bao giờ em vay tiền của chú ấy đâu. Ông mới bảo là chú vay tiền, bây giờ chú cứ giả, tôi cầm về cho ông ấy cũng được. Em nói thật là em không vay mà. Chị về chị hỏi lại chồng chị xem. Nào, chú cứ giả nhà tôi không nào. Chị buông em ra, không làm nước, họ nhìn thấy họ cười cho bây giờ. Chú cứ về nhà tôi, xem ba mặt một lời xem sao. Chị bỏ em ra, em không đi đâu cả. Chú cứ về nhà tôi. Thôi. Chú cứ về xem chị nói làm sao. Chứ cãi nhau ở đây ầm ĩ cả làng cả nước lên, rồi có sống ở đây không hả? Nào, chú cứ về đi. Thôi được rồi, chị cứ bỏ em ra, em sẽ đi về nhà chị. Nào, chú đi trước đi. Tính tiền đi ông chủ. Hoàng ơi, mẹ mày đâu rồi? Mẹ bảo mẹ sang làm bên gặp chú Nam rồi. Thôi chết rồi. Mẹ mới về. Bảo bố sang bên bác Bổng thăm bác Bổng. Bác bị mệt nhá. Đây, chú vào đây. Cô bỏ cháu ra. Chú vào đây. Cô bỏ ra. Đây. Okay. Ông đi đâu đây? Chú Nam đây. Chú nợ ông bao nhiêu tiền hả? Làm cái gì mà cô bỏ cháu ra? Chú Nam, chú vào đây uống nước đã. Cháu vay tiền của chú khi nào? Mà để cô lôi cháu ra sạch khắp làng đây hả? Thôi. Cô hỏi chú đi, xem cháu có nợ của chú đồng nào không? Cô hỏi đi để cháu còn về chứ. Ôi trời ơi, ông bác cần lấy tiền của tôi đi đâu? Ông không nói là không xong với tôi. Đó là tiền của con tôi để dành ăn học. Cái tay, thú vào đâu người ta? Bỏ ra. Tôi cá độ bóng đá, tôi thua chú Nam đấy. Ôi trời ơi, thế rồi chú còn cãi cái gì nữa nào hả? Chú cá thua chú phải chịu chứ, sao chú lại đòi cháu? Ôi trời ơi, nếu không có chú rủ rỗ thì cái ông ngu lì nhà tôi đâu biết cá độ. Ôi trời ơi, cả đời ông biết cá độ bao giờ. Cô bỏ cháu ra. Chuyện gì thế ạ? Chào Lan. Chào cô chú cháu về ạ. Ok anh Nam, ở lại đã nào.
Ôi giời ơi con ơi, bố mày tiêu hết tiền đóng học của con rồi. Bố con tiêu hết rồi thì thôi, thế bố tiêu gì mà để mẹ con phải khóc? Ôi giời ơi, tiêu gì đâu, thua cá độ bóng đá, chứ tiêu cái gì? Cá độ à? Mà bố có chơi cá độ bao giờ đâu, thế bố chơi với ai ạ? Với cái thằng khốn nạn vừa đi ra ngoài đây này. Chơi với anh Nam ạ? Bố chọn Chelsea mà. Thằng bé kháu thật. Bao nhiêu cái rủi mới gặp được một cái may. Cuối cùng thì ta cũng được một cậu quý tử. Mẹ ơi. Mẹ đang mệt. Để cho mẹ ngủ. Không được nói chuyện mất trâu đâu đấy, nhá. Thế mẹ không có trâu đi chăn thì con làm gì? Con xuống đồng cuốc đất cho mẹ nhá. Mình ơi, mình cứ nghỉ cho khỏe đi. Không lo những chuyện linh tinh ấy nữa. Tôi hứa từ bây giờ. Anh bán hết rồi còn đâu mà hứa. Để Thương ở đây mẹ chị ơi, trông cho mẹ. Chú cứ đưa cháu về mà mua thêm ít tã cho bé. Mình ơi, tôi về mình nhé. Chị ơi, chị ngó giùm nhà em nhé. Ừ. Ô hay, buông mẹ ra để mà con bưng cơm có đổ hết cả bây giờ đi nào. Hôm nay mẹ phải ở nhà với con cơ. Thế bố mẹ đi đâu mà đến giờ này vẫn chưa về ăn cơm hả? Thôi, đi gọi bố nhanh lên. Đi. Con không đi gọi đâu. Ủa, con mà đi thì mẹ về bà ngoại mất. Hôm nay mẹ sẽ ở nhà với con được không? Thôi đi gọi bố nhanh lên. Đi, đi. Bố ơi ra đi. Mình. Tôi đi mình. Mình, tôi đã có lỗi với mình. Công sức của mình dành dụ bao nhiêu năm. Mất tivi lại hóa hay ấy chứ. Nếu còn tivi, không khéo mất nốt cả cái nhà này nữa chứ. Thôi, mình ngồi xuống ăn cơm đi. À hoan hô hoan hô, mẹ đã làm dành về bố rồi. Nam ơi, dậy đi con, dậy đi. Mẹ để cho con ngủ. Dậy đi, con ngủ mấy tiếng rồi. Dậy đi mẹ bảo chuyện này. Sao mấy hôm nay con cứ nghỉ ở nhà thế này? Công việc ở công ty thế nào? Nói cho mẹ biết đi. Con được nghỉ phép mấy ngày mẹ? Năm ngoái con có được nghỉ phép ngày nào đâu. Nói thật cho mẹ biết đi. Công việc ở ngoài đó thế nào? Đã bảo là bình thường rồi mà lại. Đứng lại mẹ bảo. Có chuyện gì tối mẹ cũng nói. Bây giờ con phải ra ngoài kia một lát. Dành dụ mấy năm trời mới được cái sổ tiết kiệm cho nó. Thế mà nó nướng hết. Cái áo này còn mới lắm, con vẫn thích mặc. Cắt cho em bé mà con cũng tiếc à? Sao bảo là yêu em bé lắm. Thế con có yêu em bé không? Có. Thế thì sang nhà bác Minh mượn cho bố cái kéo về đây. Vâng ạ. Anh đang làm gì thế? Mẹ ạ, vợ con phải nằm trạm xá thêm vài ngày nữa. Tôi hỏi anh đang làm gì, anh cũng lo cho vợ con anh thế cơ à? Dạ, con cắt ít tã cho cháu ạ. Tã à? Anh có điên không đấy? Vải dày mà cứng thế này, hỏng đít nó à? Ra ngay hàng tạp hóa mà mua. Dạ, con... Chào chào bà ạ, bố ơi kéo đây. Không có tiền mua chứ gì. Ngày trước tôi đồng ý gả nó cho anh. Tôi tưởng anh hiền lành chăm chỉ, ai ngờ anh đổ đốn ra thế này. Dạ, con xin hứa, từ nay con sẽ... Thôi, anh hứa thì hứa với vợ con anh ấy, còn hứa gì với tôi. Đây,
Tiền đây, cầm đi mua tã lót cho nó. Cầm lấy. Con xin mẹ. Chi, con ở nhà nấu cơm, lát nữa bố về mang lên trạm xá thăm mẹ nhé. Vâng ạ. Còn cất quần áo đi. Sút thế mà cũng nói sút. Ai ui. Đưa đây cho anh. Đá bóng bưởi à? Đá bóng thật mới thích chứ. Bọn em muốn lắm, nhưng phải ra tận Hà Nội mới mua được cơ. Mai anh ra Hà Nội không? Không. Thế có chuyện gì thế? Bọn em có quỹ để mua bóng rồi. Nếu anh ra Hà Nội, bọn em gửi mua hộ. Phố huyện nhà mình mà cũng không có à? Các em tìm kỹ chưa? Bọn em tìm kỹ rồi. Không có. Thôi được rồi. Sáng mai, đúng 8 giờ, ai đi thì sang nhà anh. Nhưng chỉ được một người thôi nhá. Tất cả là hàng nhập ngoại hết. Các nhiều chị cứ xem. Quá anh nhỉ? Theo hồ mà chọn nhé. Cảm ơn chị. Lấy cho chị cái hộp xanh. Đây chị xem đi. Thế nào? Cháu muốn mua bóng à? Đây cháu xem đi. Quả bóng màu đỏ này đẹp đấy. Em cứ chọn đi. Cho cháu xem quả này. Đây. Chị ơi, chị cho em hỏi, thủ tục mở đại lý có phức tạp lắm không ạ? Anh định mở cửa hàng à? Dạ vâng ạ. Tôi khuyên thật nhá, không mở được đâu. Ở phố này nhiều cửa hàng lắm rồi. Dạ, nhưng em ở tỉnh khác ạ. À, ra thế. Bây giờ thủ tục đơn giản thôi mà. Cứ lên công ty là được, nhưng anh phải thế chấp tiền đấy. Dạ vâng ạ. Anh ơi, em thích quả này. Quả này bao nhiêu tiền hả chị? 12.000. Thưa cô, chắc tối bố mẹ em mới về cơ ạ. Em về nhà có học bài không mà càng ngày học càng sút kém đi thế? Cô phải gặp bằng được bố mẹ em. Nhưng đến tối muộn, bố mẹ em mới về cơ ạ. Mình cứ để đấy đi, tôi cất cho. Cứ để đấy. Ơ kìa, chào cô giáo. Cô giáo đến lâu chưa ạ? Chào anh chị. Chúng tôi mải làm đồng nên về hơi muộn. Ơ kìa, mời cô ngồi. Cô ngồi đi ạ. Chết, thằng Sơn đâu mà để cô ngồi một mình thế này? Cháu nó cũng vừa ở đây đấy ạ. Dạ. Cô mời nước ạ. Mời cô. Hôm nay tôi đến để báo cho anh chị biết tình hình học tập của cháu. Dạ, tốt chưa ạ? Ui, thằng này thông minh lắm. Ngồi xuống. Cô ơi cô, thế tình hình cháu như thế nào cô cho biết ạ? Em Sơn tháng này học sút lắm. Cháu thường xuyên không học thuộc bài. Hôm kiểm tra vừa rồi, cháu lại còn quay cóp bài của bạn. Chết thật đấy. Thằng Sơn đâu rồi? Sơn ơi! Ơ kìa. Sơn ơi! Khổ cái gì? Quá. Bình tĩnh, nghe cô giáo nói tiếp đã nào. Kệ tôi. Anh chị nên dành nhiều thời gian cho em hơn. Dạ. Tuổi của các em bây giờ đang ham chơi, mình phải uốn nắn dần dần để tạo tính ham dạ, học vâng cho ạ. Các em. Cô thấy chưa? Con hư tại mẹ đấy nhá. Thôi, cô giáo bình tĩnh ạ. Tôi sẽ dạy cháu ngay ạ. Ơ kìa khổ quá. Thôi, cũng muộn rồi. Tôi xin phép anh chị. Dạ vâng ạ. Cô ơi, chăm sự nhờ cô. Chúng tôi bận quá mong cô thông cảm ạ. Thôi, chào anh chị. Dạ vâng ạ. Cô về ạ. Thằng Sơn đâu rồi? Sơn đâu? Dạ. Về mang ngay bài kiểm tra đây tao xem. Mày có mâu cái chân lên không hả? Bỏ bài ra đây. Đưa tao xem. Sao? Quay cóp mà được có 2 điểm thế này thôi à? Sao mày ngu thế? Thằng nào đẻ ra mày mà ngu thế? Ơ kìa, gớm. Cái gì? Mày phải biết chọn bàn mà chơi chứ. Phải biết tìm thằng giỏi mà quay chứ. Ông dạy con như thế đấy à? Giời ơi. Mà thằng này quay cóp bài của bạn đánh chết đi. Bài dễ như thế này mà cũng quay hả con? Hả? Ui giời ơi. Cái bài này có làm ngon ơ. Nhưng mà thằng Tèo thua cá độ bóng đá với con. Hả? Nên nó phải đưa con chép chứ. Cái gì? Thể công toàn những danh thủ. Thế mà thua anh Khánh Hòa. Vớ vẩn thật. Từ giờ tôi cấm anh không được đi xem bóng đá đấy. Nhìn gương anh Minh anh Đan kìa. Vợ làm được bao nhiêu thì đốt hết. Thì anh hâm mộ đá bóng chân chính, chứ có cá cược gì đâu. Thích thức đêm này để hâm mộ bóng đá còn hơn hâm mộ vợ chứ gì. Đâu dám. Anh hâm mộ em suốt đời. Còn bóng đá chỉ hâm mộ từng đêm ngắn thôi. Em chào anh chị ạ. Chú Nam ngồi uống nước. Dạ vâng ạ. Chú Nam hôm nay nghỉ ở nhà. Dạ. Chú Nam bây giờ thì việc gì phải làm? Cứ ngồi mát. Có người đem bát vàng đến cho ấy chứ. Chị đừng nói thế ạ.
Em sang đây có việc nhờ anh chị, mong anh chị giúp đỡ. Có việc gì thế chú? Em đang có việc, cần một ít tiền. Anh chị... Em hỏi không đúng chỗ rồi. Các cụ bảo vợ chồng son thì ăn mòn cả bát. Anh chị vừa mới ra ở riêng nên còn khó khăn lắm. Trong làng mình có một số người khá giả, chú thử hỏi xem sao. Em đã thử hỏi vài người nhưng họ đều từ chối ạ. Anh chị không giúp được chú đâu, chú thông cảm nhé. Dạ. Em về đây ạ. Em không cho vay là phải. Có tiền lại đem đi cá độ bóng đá. Thôi uống đi, từ từ rồi anh tính. Em mời anh ạ. Chú dạo này khá chứ hả? Chú là may lắm đấy. Vừa mất việc đã kiếm được cái chân chạy nguyên vật liệu xây dựng. Này, thu nhập tốt chứ hả? Dạ. Ý. Bây giờ đang mùa xây dựng, giá nguyên vật liệu á lên vùn vụt. Công ty của chú tha hồ làm ăn nhé. Bọn em làm ăn lớn, lại lâu dài cho nên phải giữ giá ổn định chứ, tăng bừa bãi thế nào được. Mà giá vật liệu nó đắt ý, là do bọn tư nhân nó ép thôi. Chứ mua tận gốc ý thì giá nó sẽ rẻ hơn nhiều anh ạ. Chú Nam đến chơi đấy à? Chị vừa đi làm về ạ. Chào chú. Dạ. Chú Nam này. Dạ. Uống nước đi. Dạ vâng ạ. Chị có việc này muốn nhờ chú. Chú Nam ạ, anh chị muốn sửa lại cái nhà này, muốn đổ lại cái máy bằng này này, chứ mưa gió nó dột quá. Chú giúp anh chị được không? Tiền còn đâu nữa mà xây. Mới lại, làm sao có cái nhà còn con mà phải nhờ đến chú Nam? Quá bằng đem dao mổ trâu đi giết gà. Mỗi lần chú Nam chú xuất xưởng á, là hàng chục nghìn tấn nguyên vật liệu chứ. Tổng công ty của chú mày. Biết rồi, biết rồi. Dạ vâng ạ, chúng em toàn cung cấp cho những công trình lớn đó chị ạ. Chính vì thế mà chị mới muốn nhờ là chú giúp anh chị. Dạ. Chú nể tình hàng xóm mà giúp anh chị được không? Nhá. Này, chị xin chú đấy giúp chị đi. Vâng ạ. Em sẽ giúp ạ. Ôi, thế thì may quá. Này mình ơi, bây giờ tôi phải sang bà ngoại vay ít tiền. Bà ngoại hứa là sửa nhà sẽ cho vay tiền thế mà. À? Thế chú ở lại đây ăn cơm với chị cho vui nhá. Lại. Tôi sang bên đấy ủ một cái tôi về ngay. Hai anh em ở đây uống ăn lạc uống rượu đi nhá. Này. Hả? Nhớ qua chợ mua tôi cái đuôi lợn nhá. Được rồi. Chú chờ chị về ngay nhá. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn ông anh nhiều ạ. Thôi, chuyện làm ăn có gì mà phải cảm ơn. Chú cứ trả lại cho anh đều đặn hàng tháng thế là xong. Nhưng nghe, chú phải thế chấp cho anh một thứ. Em còn có cái gì để có thể thế chấp được đâu. Có mỗi cái xe máy thằng Man ông đá nốt rồi. Cái tivi nhà chú. Cái tivi nhà em. Chú đem qua đây cho anh. Anh xem đốt cái vòng C1 này. Xong. Nhưng mà còn mẹ em. Tùy. Chú muốn có tiền thì thế chấp cái tivi, không thì thôi. Còn những người thành cao, người ta nói được phiên chợ có thể dễ, nhưng cũng chính nhờ cuộc sống đổi mới mà diện mạo phiên chợ vùng cao cũng phong phú hơn. Tắt tivi đi con. Dạo này mẹ xem tivi mẹ đau đầu lắm. Thế còn khách trong lòng cũng xin khách thì tới nhà. Con xem tìm việc gì mà làm, chứ cứ ở nhà chơi mãi thế này. Con cũng đang tính ạ. Con định xin vào đâu? Muốn có việc làm thì phải chạy khắp nơi tìm chứ, cứ ở nhà thế này thì tính làm sao nổi. Con nghĩ kỹ rồi, con đã làm qua 3-4 công ty. Tính con không thích hợp với công việc gì gò bó, lại luôn bị người khác sai bảo. Con sẽ tìm việc làm tự do. Con định thế nào? Còn con nói mẹ cũng không hiểu được đâu ạ. Con muốn nhờ mẹ một việc ạ. Một việc chứ nghìn việc mà để con nên người mẹ cũng làm. Con
Con muốn một mẹ cái tivi một thời gian ngắn ạ. Tivi? Con vẫn chưa tỉnh ngộ à? Con không chơi cá độ đâu. Con mượn tiền của anh Minh để mở cửa hàng. Nhưng anh ấy muốn mượn tivi để làm tin ạ. Mẹ, mẹ có đồng ý không ạ? Tivi mẹ đâu có cần. Nếu giúp được con thì con cứ mang đi. Mẹ chỉ mong sao con có cuộc sống yên ổn thôi mà. Này, tuần vừa rồi cậu không về quê à? Anh Nam lâu lắm không đến chơi nhỉ? Anh ấy hơi bị đẹp dai đấy. Thế mà cậu còn chưa chấm. Nghĩ lâu là ăn đấy. Chào em. Dạ. Em cho hỏi Lan có nhà không? Dạ, anh chờ một lát. Chúng mày chuẩn bị, đi nào. Chàng hơi bị thiêng đấy. Thôi, ra đi. Cậu bảo hộ tớ với anh ta rằng tớ không có nhà. Cái con này. Thì cậu cứ ra bảo hộ tớ đi. Rồi ạ. Anh ơi, Lan không có nhà đâu anh ạ. Anh có nhắn gì Lan không? Tôi hiểu. Nhờ bạn nhắn dùm với Lan là có anh Nam gửi lời xin lỗi Lan nhé. Vâng ạ. Cảm ơn. Anh về ạ. Lại giận nhau à? Cậu nghe anh ta xin lỗi rồi còn gì nữa? Kệ tớ. Xin lỗi. Anh hỏi ai ạ? Em muốn làm thủ tục đại lý bán hàng cho công ty thì hỏi ai ạ? Anh vào phòng công tiêu, phòng đó phụ trách các đại lý của công ty đấy. Cảm ơn anh ạ. Cậu phải làm ngay báo cáo bán hàng của nhóm đại lý phía Bắc trong tháng vừa qua và tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao hàng bán chậm. Vâng ạ. Chào anh ạ. Có việc gì thế? Mời anh ngồi. Dạ vâng ạ. Em muốn mở đại lý bán hàng cho công ty ạ. Anh định mở vùng nào? Dạ, em ở Đại Mỗ, Hà Tây. Ở đó chưa có cửa hàng nào bán đồ thể thao cả. Đúng, ở đó chưa có cửa hàng nào cả. Nhưng để làm thủ tục mở đại lý thì anh phải có giấy chứng nhận của chính quyền địa phương về anh và gia đình anh hiện nay. Đồng thời phải đóng một số vốn thế chấp. Dạ. Trước hết tôi phỏng vấn anh về vấn đề kinh doanh đã. Dạ. Sơn, đi lấy cho bố bình nước chè xanh, bố ủ thủy tiều ra đây con. Đúng rồi, lấy đi. Anh này ông ơi, hôm nay là đội nào đá đội nào nhỉ? Hôm nay á, lượt về giải Ngoại hạng Anh, Chelsea gặp MU. Ôi thế á? Tôi nói ông nghe nhá, MU hôm nay á thắng to cho mà xem. Ê, chưa chắc. Chelsea đá sân nhà hơi bị hay đông à. Sân nào mà Man chẳng thắng. Các bà sang đây làm gì? Trật tự nào. Hôm nay tôi mở đá bóng nhá, chứ không ai mở cải lương cho các bà đâu. Này nhá, các ông xem được thì chúng tôi cũng phải xem được. Và ngay đâu trên thế giới còn có cả bóng đá đàn bà nữa. Ôi trời, nỡi đàn bà đến thế thôi. Bắt đầu. Này, sắt cá mình. Mai chị có đi làm khoai không? Này, thế nhà chị chưa đi làm cỏ à? Sáng thứ ba có đi không? Thế nhưng mà ngày mai... Này, tắt ra. Lấy cái bà này, xem cái bóng này. Khoai. Này, cậy cái đó. Ông nói cái gì đấy? Ông xem thì ông cứ việc xem. Quả cái mồm một làm người ta mất mẹ là cái quả vào rồi. Rất tuyệt vời của Bosun. Chả có gì hay ho. Này, cả nhà anh nhìn này. Này, xem mà Bosun này rất là hát rồi. Muốn ngủ sao về nhà mà ngủ? Không, bao giờ ông về tôi mới về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này, chú ý lên đi. Đấy. Con đã học bài chưa? Đã bóng đây. Ê Hoàng, mày mua bóng mới ở đâu đây? Ở trên phố huyện ý, ở cửa hàng của chú Nam, nhiều bóng đẹp lắm. Cái gì cơ? Cháu bảo là cửa hàng chú Nam á? Cháu mua ngay ở đại mỗ cô ạ. Chú Nam làng mình bán đấy, nhiều người mua lắm. Thế á, có đúng chú Nam làng mình không? Đúng ạ, chú ấy con cho đấu nợ 5.000 cơ. Thế hả? Đi đá bóng đi. Các em có biết cầu thủ nào của Manchester mang áo số 7 không? Biết không. Đúng rồi, các siêu sao đều mang áo số 7 cả. Em lấy chiếc áo này, nhưng cho em thử đã. Em cứ thử đi. Anh cho em chiếc áo kia. Các em có biết cầu thủ nào của Real Madrid mang áo số 10 không? Figo. Đúng rồi, các pháo thủ siêu hạng đều mang trên mình chiếc áo số 10. Anh cho em xem quả bóng kia. Chú Nam, ra đây tôi bảo. Các em chờ anh một lát nhé. Hóa ra chú lừa tôi để lấy tiền mở cửa hàng phải không? Chú tính thế nào? Chị Lệ, chị nói quá lời rồi. Anh Minh muốn giúp em tạo dựng cơ nghiệp. Hơn nữa, em trả lãi anh chị đầy đủ cơ mà. Mà lãi cao hẳn hoi đấy. Đây là tiền lãi tháng đầu, em gửi chị ạ. Làm sao tôi tin chú được? Thì em cũng đã thế chấp tức TV rồi còn gì. Hơn nữa, mẹ em cũng đã đồng ý để anh chị cầm một thời gian ạ. Chú bảo sao? TV của nhà chú à? Vâng ạ. Thế mà ông nói với tôi là bạn ở Hà Nội cho mượn. Được, để tôi về tôi hỏi ông ấy xem. Chào chú. Chào chị ạ. Anh Nam ơi, cứ từ từ. Cứ từ từ rồi anh sẽ lấy. Đâu quả nào? Đây. Nhãn bóng này nhập từ Ý về đấy. Các em xem TV có nhớ cầu thủ Del Piero của Ý đã có bóng giống như thế này không? Có ạ. Trận này là trận quyết định, chúng ta phải quyết thắng trận này. Hoàng, kèm Minh Ý. Em là tiền đạo cơ mà. Vậy thì ba chế vậy nhá. Hôm nay không có thằng Minh Ý đi thi học sinh giỏi rồi. Thế thì sợ gì, bên đó chỉ có Đặng Sơn mà. Không được chủ quan, nhớ phải mở cánh, trồng cánh có bài bản. Mở cánh, trồng cánh là gì? Là có định đá hay không? Tất cả xếp hàng khởi động. Kia. Anh này, tại sao khởi động lại phải đứng nghiêm ạ? Huấn luyện phải có kỷ luật chứ. Chị hứa hôm nay sẽ mua cho các em một quả bóng nếu như hôm nay làng ta thắng. Đội làng kia chơi hay quá. Thằng Hoàng con ông Thúc nó đã hay thật. Có khi đội làng mình thua mất. Thua là thua thế nào? Đội làng mình có thằng Sơn nhà tôi, nó đá hàng tiền đạo ấy, hàng hậu vệ nó chả dứt. Cố lên Sơn ơi, cố lên Sơn. Ông đừng có tính tướng. Đội làng mình thiếu thằng Minh, còn mỗi thằng Sơn, thua là cái chắc. Thôi không tranh luận nữa. Thích tôi với ông Cá, cho ông nhận đội làng bên, tôi nhận đội làng mình. Thằng nào thua mất một cái nước ngọt, cho trẻ con nó đá xong cho chúng nó uống. Chơi chưa? Kìa, Hoàng giỏi lắm, giỏi lắm. Kìa, bắn sang đi kia. Ôi dồi ôi, hay lắm kìa Hoàng. Xuống đi. Tốt, ta thắng rồi. Thắng rồi, quân ta thắng rồi. Cố lên anh Hoàng. Cố lên Sơn ơi. Tuần sau về chị sẽ mua cho em. Không, ngày hôm nay cơ. Bây giờ chị ra tận Hà Nội mua thì xa lắm. Thôi để thứ bảy chị về chị sẽ mua cho em nhé. Không có lên Hà Nội đâu. Lên này mới mua. Thế đại mộ cũng có bóng bán hả em? Vâng ạ, ở trên đó có một cửa hàng thể thao to lắm. Thế em nào cùng đi với chị. Đi. Anh ơi, em còn thiếu mất 500. Thôi mà em giả nốt anh vậy nhé. Chị cứ cho cháu mang bóng về,
Còn tiền lúc nào trả cũng được ạ. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng ạ. Anh Nam ơi, anh Nam. Anh Nam ơi, chị em đây. Hôm nọ em còn nợ anh tiền, anh đừng đòi nhá. Khi nào có tiền em sẽ trả. Thay mặt chị Lan, anh sẽ tặng các em quả bóng này. Hoan hô anh Nam, hoan hô chị Lan, hoan hô anh Nam, hoan hô chị Lan, hoan hô anh Nam.